Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 21 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 22 tháng 9 năm 2021. Thì trước khi đi vào cái nội dung nhận định, cũng xin các anh chị một chút thời gian để các anh chị like cái video này cũng như chia sẻ video này đến những cái người quan tâm để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nữa. Và đi vào cái nhận định đánh giá thị trường ngày hôm nay thì các anh chị thấy là hôm nay một phiên bán ra rũ bỏ cũng khá là mạnh anh chị nhé, rũ bỏ tương đối đấy, rũ bỏ rất là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và cuối phiên thì hồi khá là tốt. Và kết thúc phiên thì bốn chỉ số index là có HNX index là màu xanh nhẹ, còn ba chỉ số là VN index, VN30 và AB index thì đều giảm. Tuy nhiên là các anh chị thấy là thị trường này là một phiên rút chân lên nhé, bán ra rồi rút chân lên, rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, VN index này giảm rất là sâu và nay trong phiên nhé, nó mở biên là đến 22 điểm, tức là giữa cái điểm cao nhất và thấp nhất là 22 điểm trong phiên á. Thì khối lượng ở mức cũng khá là lớn nhé, rút chân lên khá là tốt, nhưng lại khá là tốt VN30 nhé. VN30 thì khối lượng thì cũng trên mức trung bình nhưng mà không đến mức quá lớn và cũng rút chân lên. Tất nhiên rút chân lên thì không bằng VN Index nhưng mà nó cũng là rút chân lên. App Index cũng vậy nhé, anh chị thấy này, rút chân lên. Đấy. Thì cái phiên hôm nay thì nói lên cho chúng ta điều gì các anh chị? Các anh chị nhìn thấy nhé, với các cái nhận định của chúng ta về thị trường trong giai đoạn gần đây này, thì hiện nay là thị trường vẫn trong một cái xu hướng sideways và uptrend là ở dạng diện uptrend yếu, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy là các cái nhận định đánh giá của chúng ta. Chúng ta vẫn giữ cái nhìn là không bi quan về thị trường nhưng mà chúng ta giữ cái nhìn cũng khá là trung lập. Thì các anh chị thấy là trong cái nhịp hồi này, nó là một cái sideways, nó là sideways uptrend yếu nhé. Thì tuy nhiên là cái phiên hôm nay các anh chị thấy là nó trong phiên á, nó rơi thủng MA20 này, cái đường màu xanh này, xong lại rút chân lên nhá. Thì khi mà thủng MA20 thì nó cũng rũ bỏ khá là nhiều nhà đầu tư. Thì các anh chị có thể xem các cái chia sẻ của mình với các cái hoạt động giao dịch cổ phiếu đầu tư á, thì thông thường là chúng ta hạn chế, tốt nhất là không nên xem bảng giá trong cái thời điểm từ 9 rưỡi cho đến khoảng 2 giờ. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu các anh chị theo dõi cái lúc đấy á, rất là mất thời gian của chúng ta. Là một, thứ hai là chúng ta sẽ bị cảm xúc rất là nhiều. Chúng ta sẽ bị hiệu ứng FOMO khi mà thị trường lên, hoặc khi bị sợ hãi, chúng ta sợ hãi quá đà nhé. Thì tại sao mình chỉ nói chúng ta chỉ giao dịch vào lúc trước 9 rưỡi thôi? Là bởi vì các anh chị phân tích của cái ngày hôm trước á, nó có cái kết luận gì là ngày hôm sau là các anh chị vào mở thị trường phát là các anh chị phải tính, các anh chị bụp ngay, đúng không? Phải mua ngay, đúng không? Hoặc là bán là phải bán ngay, hoặc là không có để hẳn đến chiều đi, gần như là nó ngã phiên cuối phiên chúng ta nhìn thấy hết các cái diễn biến của thị trường, các cái cổ phiếu rồi, lúc đó chúng ta hành động thì nó mới chính xác, đúng không ạ? Nó mới thể hiện là các cái mức độ về sợ hãi, các cái mức độ về FOMO của những nhà đầu tư, và nó thể hiện thông qua cuối phiên hết anh chị nhé. Cái xu hướng của thị trường, xu hướng cổ phiếu nó thể hiện cuối phiên hết nhé. Thì cái phiên hôm nay các anh chị thấy này, nó là cái phiên rút chân lên này trên MA20, đúng không? Các anh chị nhìn thấy trên MA20 và nhìn cái phiên ngày hôm nay này, nó trên cái phiên đỏ này này, phiên đỏ này của chúng ta là 1339.7 thì hôm nay là 1339.84 anh chị nhé. Mặc dù rũ bỏ như thế nó vẫn kéo lên, bản chất đây nó vẫn là xu hướng lên nhé. Các anh chị có thể nhìn thấy bản chất đây nó là tại thì này một xu hướng lên này, riêng mấy cái phiên đỏ này là anh chị đã nối được thành một cái xu hướng lên rồi nhé. Như vậy thì vẫn là chúng ta vẫn khá là tích cực và lạc quan nhé. Đây thế này, các anh chị có thể nhìn thấy cái phiên này này là 1446.22 đúng không ạ? Thì các anh chị nhìn cái phiên này này, nó là 1438 nhé, phiên này thấp nữa này, phiên này là 1433. Thì cơ bản đây nó vẫn là một cái xu hướng đi lên, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy thì chúng ta vẫn giữ cái quan điểm khá là trung lập và cũng có những cái sự lạc quan nhất định. Cái này là xu hướng lên nhé, up index và HNX index xu hướng lên anh chị nhé. Đấy, rũ bỏ kéo lên là một điểm cộng nhé, điểm cộng cho vào đây này. Duy trì trên MA20 cũng là một điểm cộng này nhé. Và đang trong cái xu hướng lên nó cũng là một điểm cộng. Nhiều mã cổ phiếu rũ bỏ và được hấp thụ lại cũng là một điểm cộng. Đấy, thì chúng ta vẫn đánh giá là thị trường trong cái xu hướng sideways và uptrend yếu anh chị nhé. Thì cái chiến lược của chúng ta đây là gì? Nắm giữ các cái dòng cổ phiếu mạnh, tích lũy tốt, chưa bị rũ bỏ, hoặc nếu anh chị chẳng may mà bán chậm mà rũ bỏ mà hồi phục ấy, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được nhé. Thì đây là cái chiến lược. Chúng ta vẫn có thể mua các cái cổ phiếu cân bằng, kiệt vốn, tích lũy nhé. Chúng ta không nên mua các cái cổ phiếu bùng nổ. Các cổ phiếu bùng nổ chúng ta sẽ thống kê để chúng ta theo dõi thôi. Nhưng mà chúng ta hạn chế mua hơn. Nếu giai đoạn thị trường mà nó đang uptrend rõ nét thì mua cổ phiếu bùng nổ rất là ngon. Bởi vì mua xong là nó sẽ chạy ngay. Nhưng mà trong giai đoạn sideways này, rất nhiều cổ phiếu mà nó bùng nổ xong rồi, nó lại có những cái phiên up rớt, ngày hôm sau nó lại dìm xuống. Thì
thì nó sẽ là những cái rủi ro đấy. Thì ngoài ra thì các anh chị có thể xem xét cơ cấu lại danh mục, đối với những cổ phiếu nào bị rũ bỏ thì chúng ta hoàn toàn hãy thả lỏng để cho nó rũ bỏ, và những cổ phiếu nào tốt thì chúng ta sẽ cơ cấu lại anh chị nhé. Và đây thì cũng phải chia sẻ thêm là có cái sự phân hóa giữa các cổ phiếu anh chị nhé. Các anh chị nhìn thấy là khi mà giai đoạn sideways ấy, như vậy ấy, thì đây là cái số lượng cổ phiếu tốt này, anh chị thấy là hôm nay nó có sự sụt giảm nhé, 389 cổ phiếu, thấp hơn đường trung bình là 423 cổ phiếu, thì cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta có thể lát chúng ta sẽ đi vào chi tiết thì chúng ta thấy là khi mà rút bỏ này, có một số cổ phiếu thì hồi phục khá là tốt, tuy nhiên là một số cổ phiếu không có khả năng hồi phục. Thì những cổ phiếu không có khả năng hồi phục đó là những cổ phiếu yếu, những cổ phiếu mà kiệt vốn cân bằng lại thì đấy là những cổ phiếu tốt, hoặc là những cổ phiếu rút bỏ xong nó quay lại được thì đấy là các cổ phiếu tốt anh chị nhé. Về các cái cổ phiếu bùng nổ trong về các cái nhóm ngành thì anh chị thấy là đây là cái nhóm ngành mà chúng ta vẫn so sánh cái ngày gốc là cái ngày mùng 9 tháng 9 á nhé. Cái ngày mùng 9 tháng 9 là cái ngày mà các chị thấy là cái ngày mà VN Index nó vượt sau khi nó vượt MA20 nó thủng xong lại quay lại MA20. Tức về bản chất là từ cái ngày mùng 9 tháng 9 đến nay này là thị trường duy trì trên MA20, thì mình chọn cái ngày gốc là ngày đầu tiên anh chị nhé, để đánh giá sức mạnh của các cái dòng cổ phiếu nhá. Thì mạnh nhất là dịch vụ tài chính này vẫn đi lên đúng không, rất là mạnh. Khai khoáng này có hai phiên điều chỉnh xong lại lên này, cao su này, bán lẻ, công nghệ này, bảo hiểm này, khá là tốt đúng không ạ, thực phẩm, vật liệu xây dựng, dầu khí đấy. Hiện nay là những cái dòng này là những cái dòng mạnh hơn, và ra có dòng dệt may nữa, chứng khoán, thép, nước, vận tải biển và gỗ giấy, thì là những cái dòng mà cũng khá là mạnh hơn thị trường chung. Trong đó mấy cái dòng này thì nó chỉ xem thị trường chung và cao hơn một chút thôi đúng không ạ, các anh chị nhìn thấy là cao hơn một chút. VN Index này, VN30 chỗ này này đấy, thì banh với thép thì cơ bản là ngang VN30. Bất động sản này thì nó nhỉnh hơn một chút xíu, vận tải này thì cũng nhỉnh hơn một xíu đúng không ạ. Đấy, còn một dòng yếu hơn là y tế, hàng không và điện, máy công nghiệp và hóa chất thì nó thấp hơn vậy nhá. Thì chúng ta in tiền nắm giữ những cái dòng mạnh hơn này này đấy. Thì các cái cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ ngày hôm nay, thì hôm nay ngày hôm qua hai ngày trước thì gần như chúng ta không tìm được các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên, thì hôm nay chúng ta tìm được rồi nhé anh chị nhé, chúng ta tìm được các cái điểm mua bùng nổ vượt nền rồi nhé. Thì đây là một số cái cổ phiếu như HTG này, PVI này, MIC và TVC nhé. Thì lát chúng ta sẽ đi thì chúng ta phân tích, chúng ta sẽ nhìn đồ thị của các cổ phiếu này nhé. Thì thực ra thì những cổ phiếu này thì cũng không ưu tiên đâu, nhưng mà các anh chị có thể theo dõi để rút ra những cái bài học cho mình trong cái hoạt động đầu tư. Tuy nhiên là cũng khá nhiều các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ vẫn thành công trong cái nhịp vừa qua đấy. Các anh chị thấy biết những các cổ phiếu như kiểu Masan các thứ là Thế Giới Di Động là những cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ sau cũng chạy được đúng không ạ? Đó thì cái xác suất nó thấp hơn thôi, nhưng nó vẫn có khả năng chạy nhé. HDG thực ra cho cái điểm mua từ hôm trước cơ, nó là điểm mua theo mô hình hai đáy điểm trước nhá. Thì hôm nay là có bảo hiểm từ PVI, MIC và TVC là ổn nhé. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là những mua những cổ phiếu này này thì chúng ta phải gắn với một cái kế hoạch cắt lỗ và gắn với một cái kế hoạch thanh lý nếu nó xảy ra nhé, chứ không phải là cứ đặt cược vào đây là nó sẽ lên đâu anh chị nhé. Chúng ta phải gắn nó với một cái kịch bản đầu tư đấy. Các cái cổ phiếu hay nên quan tâm và có dự kiến tăng giá T3 thì thực ra chiều nay rất là xin lỗi các anh chị ở ở cái nhóm Zoom VIP cũng như là cái nhóm anh chị ở trong Zoom á, là thông thường là khoảng từ 2 giờ đến 2 giờ 15 mình sẽ chia sẻ các cái thông tin đánh giá tổng quan về thị trường, các cái phương án hành động này, các cổ phiếu bùng nổ và các cổ phiếu kiệt vốn, để cho các anh chị có những cái hướng xử lý đó, hoặc là có thể mua hoặc thể bán, nhưng mà hôm nay bận quá không kịp làm đấy. Thì cũng chia sẻ bây giờ với anh chị thì có một số cổ phiếu mà kiệt vốn này, có thể là anh chị thấy là IGC này, KBC này, BCG, TCO, STG, VHC, QTB và VGS anh chị nhé. Đây là một số cổ phiếu thì nó cũng gắn với các cái cách, các cái chiến lược, các cái kịch bản cắt lỗ và thanh lý anh chị nhé. Cái đấy là cái quan trọng nhất, giống như là đây là chúng ta làm nhìn thấy rồi, thì giống như là chúng ta lên máy bay ấy, khi mà chúng ta lên máy bay là chúng ta phải có một kịch bản hạ cánh đúng không ạ. Chứ chúng ta lên máy bay mà chúng ta không biết là khi nào chúng ta hạ cánh hoặc đích đến là cái gì á thì nó rất là nguy hiểm. Do vậy mình nhấn mạnh cái đấy anh chị nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ quay vào trên Ami Broker để phân tích với các anh chị về các cái cổ phiếu mạnh nhất đúng không, các cổ phiếu bùng nổ, và đánh giá một số cái nhóm ngành theo yêu cầu anh chị nhé. Thì ở đây này anh chị thấy là hôm nay trước hết là các cổ phiếu bùng nổ này, mặc dù là thị trường rũ bỏ như vậy đúng không, cũng khá là các nhiều cổ phiếu bùng nổ đấy nhé anh chị nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn theo các cái nhóm ngành. Bất động sản này cũng HDG thực ra nó là điểm mua này các anh chị nhé, điểm mua bùng nổ nó là điểm mua này này, bởi vì nó là các cái mô hình hai đáy, chúng ta có thể nhìn thấy hôm trước đúng không ạ. Khi lên như này thì
các hoạt động rũ bỏ của nó xong. Cái này thì chúng ta phân tích cổ phiếu riêng cổ phiếu này là có trong cái list hôm trước anh chị nhé, kể cả các cái điểm kiệt vốn và kể cả mua bùng nổ thì cũng đã có cái cổ phiếu HDG này rồi, thì hôm nay nó tiếp tục nó bùng nổ vượt nền nhé anh chị nhé, thì khả năng chạy rất là cao thì mua đấy. DTA này thì chúng ta sẽ không mua bởi vì đây nó là một nhịp chạy, chúng ta phải đền nền nó ở đây nhé, thì tuy nhiên nó cũng là ok đấy. Nhưng SCL nhé là điểm mua bùng nổ này, các anh chị xem lại có nhé, cũng có những cái đánh giá ở đây điểm mua bùng nổ vượt nền này. Thực ra đây là điểm mua bùng nổ vượt nền này, đây là bùng nổ vượt nền nhé, đây chính xác hơn này. Sau đấy thì có những cái sự điều chỉnh kiệt vô này thì nó xuất hiện một cái điểm mua bùng nổ vượt nền nữa đúng không ạ, đó thì nó đang chạy. HDC nhé, HDC thực ra nó là điểm mua hôm trước, nếu đây là điểm mua này, tuy nhiên ở đây có một cái là phiên này thì nó không đủ khối lượng, hơi ít, và thứ hai là chưa vượt được cái mức này thì hôm nay có thể coi là một điểm mua bùng nổ vượt nền đấy chị nhé. DRH thì là đây điểm mua bùng nổ vượt nền này và đang chạy nhé. Thực ra cổ phiếu này thì cái nhịp trước của nó này là nó có một cái trend là 43% như vậy này, tuy nhiên nó không phải là quá đẹp đâu. Thông thường là mình chọn những cái cổ phiếu mà nếu nó là nền hai đi lên thì cái nền một thì nó phải rất đẹp, khi nền một rất đẹp thì chứng tỏ là cái tính lịch sử, tức là các cái big boy ở đấy họ đánh rất là hiền hòa, rất là hay, tức là họ đánh không gây sợ hãi cho nhà đầu tư đấy, thì những cái nhịp một và cổ phiếu ngon thì nhịp hai nó cũng sẽ có cái xu hướng ngon đấy chị nhé. Đấy, chờ mình chút, mình tắt cái chuông điện thoại đi. Và tiếp theo nhé chị nhé, đây IDG nhé, IDG sau khi cho cái điểm mua bùng nổ thì chạy khá là ổn nhé, hôm nay nó là bùng nổ như đang chạy thôi. VLC cũng thế, bùng nổ đang chạy nhé. Đấy, PVI thì hôm nay là một điểm bùng nổ thì có thể coi là một điểm bùng nổ vượt nền, nhưng mà khối lượng nó hơi thấp một chút, nhưng mà nếu xem xét thì chúng ta có thể coi nó là một điểm mua bùng nổ vượt nền. Anh chị có nhìn thấy này, PVI như này, này. Đấy, PVI BMI nhé, BMI thì nó là điểm mua bùng nổ vượt nền, nó cái điểm này này, hôm nay nó chỉ là bùng nổ chạy thôi anh chị nhé, không phải điểm mua. Đấy, BIC nhé, BIC sau một điểm rút bỏ thì cũng đang quay lại rồi, quay lại nền rồi và đang hoạt động khá tích cực ở trong cái vùng nền của nó. BIC này thì BIC này điểm mua bùng nổ vượt nền anh chị nhé, BIC này là ok đấy, nhưng rất là đẹp. Dòng bảo hiểm khi mà có 3-4 cổ phiếu bảo hiểm bùng nổ như thế này chứng tỏ là dòng tiền đang vào bảo hiểm rất là tốt anh chị nhé. Đấy, BIC này thì bùng nổ như là chạy thôi, TGG này thì chạy thôi nhé. IPA là bùng nổ như ở trong nền nhé, trong nền nó chưa xem xét à. PLP đúng không? PLP này là cổ phiếu đợt trước chúng ta có phát hiện ra đúng không? Các cái điểm kiệt vô là chúng ta phát hiện ra và hiện nay nó chạy nhé, đây điểm bùng nổ vấn đề này, chạy nhé. CSV thì nó đang chạy và chạy nước rút nhé, chúng ta nắm giữ thôi. BMC cũng chạy nước rút nhé anh chị nhé. NBC thì cũng đang chạy được nhé. CST thì hôm nay rút bỏ xong kéo lên khá là mạnh nhé. Nói chung mấy cổ phiếu than này vẫn ổn nhé, TC6 này ổn nhé, TC6 này. Đội than này là khả năng vào một nhịp chạy mới chị ạ. Đội than này này, với cổ phiếu than này, khai thác than này là một nhịp chạy mới đấy. Mặc dù nó là cái diện đầu cơ, nó lên rất là sốc xong điều chỉnh, xong lại lên, nhưng mà mình nghĩ là cái dòng than này nó vẫn có thể chạy được tiếp. Ở đây thì mình không khuyến nghị cho anh chị dòng than là bởi vì cái xác suất rủi ro của nó khá cao. Mình không khuyến nghị dòng than bởi vì xác suất nó khá là cao. Tuy nhiên là mình nghĩ là nó cũng có thể chạy được đấy nhá. TVD cũng thế này đấy. Với cổ phiếu dòng than đều khả năng chạy được. Ngoài ra dòng ngân hàng thì có OCB thì bùng nổ nhưng mà trong nền nhé, thì chưa, chúng ta chờ. Đấy, VIB cũng bùng nổ phía dưới thì chúng ta chưa xem xét. Đấy, mấy cổ phiếu này là TAR này, TV bùng nổ vượt nền của nó đây này đúng không? Đấy, xong nó chạy nhé. Thì chị nếu mua những cái điểm mua bùng nổ này thì lại có lời đúng không? Cổ phiếu mua bùng nổ nó vẫn chạy mà đúng không? Chỉ có điều xác suất nó thấp một chút thôi. TDT bùng nổ như điểm mua của nó hôm trước đây này đúng không ạ? Đấy, các chị thấy là các cổ phiếu thành công đó, chắc chắn 99,99% là kiểu gì cũng có một cái điểm mua bùng nổ vượt nền anh chị nhé. Tuy nhiên là không phải tất cả các cổ phiếu mua bùng nổ vượt nền thì đều có thể lên được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta dùng các cái cách mà chúng ta lọc hàng ngày gửi cho các anh chị cái file, các cái file Excel này anh chị nhé. Hàng ngày có gửi cho anh chị cái file Excel á, thì các anh chị có thể là các anh chị sẽ nhìn thấy hết nha anh chị nhé. Đấy thì cái file Excel này mình sẽ gửi trong Zoom VIP anh chị nhé, gửi trong Zoom VIP. Chung là cái này cốt kiếc nó cũng khá là nhiều thứ đấy, nó cho chúng ta nhiều thứ đấy. Mình sẽ gửi tặng anh chị, gửi cho các anh chị file Excel trong Zoom VIP. Còn cái file Word này mình sẽ tặng cho tất cả các anh chị. Thực ra thì cái file Word này đủ rồi bởi vì rất nhiều nhà đầu tư, thì những nhà đầu tư mới nếu gửi cái file Excel thì đâu đó mọi người sẽ dễ bị là tổng hợp cái ma. Đấy, thì khi mà
luận mình có khi lại luận sai ý của tác giả thì nó cũng rất là khó đúng không ạ? Thì mình chia sẻ cái này thì anh chị có thể tiếp cận rất là đơn giản và dễ hiểu và trực quan nhất. Đấy, thì chị chi tiết nhá. TVC này, điểm mua bùng nổ này, hôm trước là một cái điểm 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 tạm thời của nó thôi, đúng không? Khối lượng chưa đủ và giá tăng chưa đủ thì hôm nay nó đủ rồi, nó là điểm mua vượt nền đấy nhá. MBG thì đang chạy rồi. AFX thì chạy rồi, cổ phiếu đang chạy rồi nhá. PTB thì đây là điểm mua bùng nổ đúng không? Các chị hôm trước có phân tích rồi. Trong danh sách cổ phiếu cũng có đúng không? Điểm mua bùng nổ. Sau nó chạy. Đúng không ạ? Rất đẹp. Đấy, nha này thì nó không phải là cổ phiếu kênh trên. Bởi vì nó có cái vùng kháng cự đây này chị này. Đấy. Nhá. Nhưng mà nó cũng là một điểm bùng nổ vượt nền đấy. DTD thì nổ trong nền thôi. ST5 thì nổ và chạy nhé. C47 thế nhé. Đấy. Rất nhiều cổ phiếu chúng ta đều nhìn thấy hết anh chị nhé. À, mình sẽ review các nhóm ngành như các anh chị. Review từ các theo ngành này, theo các cổ phiếu tốt này, mạnh nhất rồi đúng không ạ? Nay mình sẽ review từ phía dưới lên cho các anh chị nhé, vì các anh chị nay quan tâm đến các cổ phiếu về nhóm. Thôi mình sẽ review từ trên xuống đi. Bán lẻ tổng hợp này nhé, PSD vẫn ok anh chị nhé, vẫn có thể lên được nhé. Đấy, FLT này, à, vượt nền này. Rũ này kéo lại ok nhé, em vẫn ok lên được nhé. DGW nhé, mà cũng chạy nước rút nhé, xong có cái rung lắc ở phía đỉnh nhé đúng không ạ, nhưng mà nó cổ phiếu này khá là mạnh, khả năng nó vẫn có thể chạy tiếp được. Đó, thế di động này các anh chị ở đây điểm mua bùng nổ vượt nền đúng không ạ, chuẩn luôn đúng không, chuẩn xong chạy này, tích lũy lại này nhé, ok nhé, nói chung là nó ok, bây giờ nó chuyển thành một cái nền mới rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xóa cái nền đi và chúng ta vẽ cho nó một cái khu vực để nó hoạt động ở phía trên này anh chị nhé. Đấy, như này thì vẫn ok. Pet này nhá, cái chị Pet thấy là sau vừa nền bùng nổ vừa nền này, sau có cái nhịp rũ bỏ này, hôm nay rút bỏ rút chân lên này và đóng ở mốc mé MA20 rồi, thì những cổ phiếu như thế này thì có thể vẫn hồi phục lại được anh chị nhé. Đấy. Bất động sản nhá, bất động sản này, BI này, đấy, BI này thì cũng phải thận trọng một chút vì vì nó đang giống như các cái đường tàu ở phía này này, thì chúng ta cẩn thận một chút đi chị nhé. Nó đường tàu nhưng mà khối lượng nó khá thấp, hôm qua là mua vào khối lượng thấp này nên bán ra khối lượng thấp như này này, thì chúng ta thận trọng nhé, thận trọng. Rơi thì có thể nó sẽ chưa rơi đâu nhưng chúng ta sẽ thận trọng. DRH thì đang chạy rồi đúng không, bùng nổ vượt nền và chạy được anh chị nhé. SCR thì nhé, bùng nổ vượt nền và chạy được ok nhé. Đấy, HDC nhé, HDC thì bùng nổ một điểm mua vượt nền ok nhé. HTG điểm mua đây đúng không ạ, hôm nay tiếp tục một điểm mua vườn này nữa, hai điểm mua nhé, ok nhé. Đấy, cổ phiếu này thì đang chạy đi lên ok nhé. IDG này ok nhé, đây là điểm mua vùng này của nó ok nhé. Nói chung nhiều cổ phiếu bất động sản này khá ok, DTA này ok nhé. KDH thì chỉ thấy đây điểm mua vùng nổi vườn này này, rút bỏ quay lại này, mua lại này, bán ra rút chân lên này ok nhé, cổ phiếu này cũng lên được nhé. Cổ phiếu tích này nhé, tích các anh chị thấy này, đây là một nhịp rũ bỏ này, đây là điểm cái phiên này này, nó là test lại của phiên này các anh chị thấy đúng không, phiên này nó bán ra nhưng mà khối lượng thấp, rất là thấp và biên độ rất là hẹp, rơi rất là ít thôi đúng không, không nó test tiếp đấy, sau này là rũ đến đây ngon. Cổ phiếu tích này là cổ phiếu hôm nay chúng ta có thể quan sát ở đây chị nhé, cổ phiếu tích này có thể quan sát được trong danh sách, thì không có sao trong danh sách, không có tích nhá, bởi vì ở đây chủ yếu là các cổ phiếu rất là kiệt vôn, thì tích là bản chất hôm nay nó là một phiên hồi vì khối lượng khá là lớn, nó kiệt vôn gần đây thôi, những cái phiên này thì là kiệt vôn này, nhưng hôm nay nó là một phiên có dòng tiền vào rồi cho nên nó không nằm ở trong cái nhóm đấy nữa. Tuy nhiên là ngày nay các anh chị cũng có thể nào quay lại với tích được. À, cổ phiếu sell này nhé, sell này thì mua vào này, bán ra này, bán ra rút chân lên này, thì những cổ phiếu như thế này thì mình sẽ không ưu tiên nha anh chị, bởi vì nó có rất nhiều kháng cự ở trên, nó không phải là cổ phiếu kênh trên nhá, chúng ta sẽ không ưu tiên. Đó, EGC này nó cũng không phải là cổ phiếu kênh trên bởi vì nó có cái mức kháng cự ở mức 31 này rất là cao, tuy nhiên là như này thì nó cũng là test khá là ok và khả năng chạy được anh chị nhé. KBC ok nhá, KBC hình như có trong danh sách này thì phải này đúng không, KBC này, KBC mình thấy nó cũng kiệt khối lượng đấy, rút chân lên nhá, này rút bỏ, đây là cái vùng hỗ trợ của nó này, đây là cái phiên này là phiên hỗ trợ rũ đúng không, kéo lên vậy là ok. Đấy, test này thì là
vượt nền rồi, xu rũ tương đối anh chị nhé, rũ tương đối thì cổ phiếu này thì chúng ta sẽ chưa tham gia nó nhé. VCR hôm nay là một cái viên rũ rút chân lên anh chị nhé, cũng khá là ổn nhé. Nói chung các cổ phiếu bất động sản hôm nay cũng khá là ổn nhé. VC3 đây thì bóp cung rồi đúng không? NTL nhé, các anh chị có thể vẽ lại cái nền mới đi, cái nền này hơi cũ rồi nhé. Chúng ta vẽ lại cái nền mới đi. Đây là cái vùng đâu biến động của nó này chị này. Đấy. Đây là cái điểm test này. Đây là test này. Các anh chị thấy cái phiên này là phiên điều chỉnh đúng không ạ? Phiên này điều chỉnh đúng không ạ? Thì khối lượng thấp đúng không ạ? Tiếp điều chỉnh này. Tức là phiên này này, nó test lại phiên này này. Đúng không? Như test khối lượng thấp đúng không? Các anh chị thấy nó kéo lên. Lại rút bỏ, hôm nay rút bỏ rút chân lên nhé. Thì khi mà rút bỏ rút chân lên thì thông thường những cái phiên như này này, nó sẽ là một cái phiên đáy ngắn hạn. Nhá, thực ra ở đây cái phiên này chúng ta có thể gọi nó là một cái phiên phiên check out nhé, gọi là một phiên check out hoặc là spring anh chị nhé. Thì hôm nay khá nhiều các cổ phiếu có thể là các anh chị mua được đấy. Thực ra hôm nay khá nhiều các cổ phiếu anh chị có thể mua được. Trong danh sách này thì mình không đưa hết bởi vì cái này là lọc và lọc theo công thức, thì ở đây mình chỉ giới hạn cái này chủ yếu tìm các cổ phiếu kiệt vôn và nó có xuất hiện cái test cung 3 nhé, tức là cái phiên mà mua lại nhưng mà khối lượng thấp, nó là test cung. Cái phiên này nó là một phiên check out thì nó là cái phiên hơi sớm. Chúng ta thường sẽ quan tâm đến cái giai đoạn 2 của nó. Anh chị nhớ, tức là đây là một cái phiên spring này, xong nó kéo lên này, xong nó test lại, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mua ở những cái phiên test lại như thế. Tuy nhiên là những cổ phiếu như thế này là khả năng lên rất là cao nhé. NTL này lên rất là cao. Đấy, mấy cổ phiếu bên dưới này thì xấu hơn thôi, mình sẽ bỏ qua nhé. Ở đây NBB này rút chân lên này. Đấy, đây rút chân lên này. Đấy. Mấy cổ phiếu này thì bên dưới rồi, thôi chúng ta sẽ không quan tâm nữa để phân tích cổ phiếu khác. Cái dòng bảo hiểm nhé anh chị nhé. Bảo hiểm này. Là phần cứng phần mềm đấy nhá, chị hỏi SGT gì? SGT thì nó vẫn đi lên đúng không ạ? SGT vẫn đi lên. FPT này thì đây là một cái uptrend này. Thì đây là có cái sự rũ bỏ nhá. Rút chân lên nhá, đây hai phiên bán ra này rút chân lên rồi. Thì cổ phiếu FPT này thì chúng ta cũng chưa đủ thông tin để kết luận là nó phân phối hay tích lũy đâu, bởi vì nó đang ở trong cái vùng sideways anh chị nhá. Thì chúng ta phải chờ thêm. Đấy. SRA này thì rũ này. Đây là cái gì này? Đúng không ạ? Đây. SRA này cũng ổn nhé. Rất nhiều cổ phiếu view này rút chân lên này, rút chân lên này. Những cổ phiếu như thế này thì thông thường nó sẽ vẫn được rũ nhưng mà không chết thì thông thường nó sẽ hồi. Đấy kiểu là thế. Bảo hiểm thì này tốt, rất tốt đây nhé. BMI là điểm mua bùng nổ hôm trước này, hôm nay chạy này đúng không? Đấy, hôm nay là điểm mua đối với MIG nhé. MIG này là cũng rút chân lên nhé, rút bỏ rút chân lên thì MIG này cũng có thể mua được. Nó không phải đẹp thôi. BVH thì không xem cổ phiếu dưới đó. APS okay. Trong chứng khoán nhé thì APS ok này, HPS ok này, BD ok này, APG ok này, IVS này thì hơi lỏng nhưng vẫn ok nhé. Đấy, VIX này lên này, VIG này, FTS thì rất là đẹp, đẹp và mạnh đúng không? Các chị thấy nó bùng nổ vần nền, nó cứ chạy đúng không? Nó cứ chạy 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 lầm lũi nó đi lên thôi. Rất okay. VFS nhé, VFS thì bùng nổ vần nền này. Đấy, những cổ phiếu này lên được nhé. Nói chung dòng chứng khoán lên được, WSS này ok nhé. Đấy, AS ok nhé, VDS ok nhé, TVS ok nhé, VCI này ok nhé, rút chân lên nhé. Đấy, như này rút chân lên rất là tốt này, VMS này, VND này rút chân lên này. Nói chung dòng chứng khoán khá là tích cực anh chị nhé. Chứ như này mà ngày mai ngày kia nó chỉ có cái lực mua và phát là nó chạy tốt thôi. Chứng khoán khá ổn nhé, hôm nay test nhưng mà khối lượng rất thấp này. Và có thủng được cái này đâu, đúng không? Nếu nó test thì đúng là nếu test nó phải thủng cái này nhưng có thủng đâu, nó vẫn đẹp mà, đúng không ạ? Đấy. SBS ok nhé, cũng rút chân lên rất là tốt. TPB cũng thế, nói chung dòng chứng khoán này khá là ổn nhé, rút chân đều rút chân lên. BVS rất rút chân lên rất là ổn. Đấy anh chị nhé, cái này vẽ lằng nhằng như này. Đây nó có một số anh chị hỏi cái cổ phiếu này này nhé, cái cổ phiếu BWE bình nước sạch này. Thì đây là một nền này, anh chị thấy đây nó sau khi nó vượt nó thành một cái nền mới đây này. Đúng không ạ? Đấy. Thì đây là rút chân lên nhé, nó là tích cực đấy. Bây giờ tích cực rồi. Nhiều anh chị bảo tại sao hôm trước nói bán sao lại mua đúng không? Thông thường là mình nói chia sẻ với anh chị là bao giờ bán là phải bán rất nhanh. Thông thường các anh chị thấy cổ phiếu này bùng nổ vấn đề này. Nếu đã bán là phải bán từ phiên này này. Đúng không? Bởi vì nó thủng 10, bao giờ mua mình bán phiên này rồi. Đúng không ạ? Bán là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là chúng ta có nguy cơ bị rút bỏ. Thấy cổ phiếu có khả năng phải tích lũy lại và thấy cổ phiếu có khả năng bị phân phối, cho nên là mình bán là mình sẽ bán phiên này đúng không ạ? Và nếu mua lại là mình có thể mua phiên này đúng không?
thì sẽ an toàn. Chứ bây giờ về anh cứ cứ giữ nó rung lắc này rất là đau đầu, rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Đấy, bán là phải bán nhanh. Dòng gì nhỉ, các anh chị hỏi về dòng ngân hàng đúng không? Đây thì ngân hàng đi, ngân hàng thì một số cổ phiếu ở đây, đa phần của ngân hàng thì nó đều cách khá xa cái đỉnh cũ của nó anh chị nhé. Thông thường thì mình sẽ thích những cái cổ phiếu nào mà nó ở phía trên á, các cổ phiếu kênh trên á. Như thế này thì cũng không hẳn là cổ phiếu kênh dưới, nhưng mà bản chất nó là hồi phục anh chị nhé. Đây là cái nền, nó đã có một cái nền ở đây này, và sau đó nó phân phối, nó rụng khỏi nền này đúng không ạ? Thì đây nó là một cái nền của cái hồi phục anh chị nhé. Đấy thì đây là một điểm bùng nổ này. Đấy, thì những cổ phiếu như này thì thông thường không nên, chưa nên quan tâm. EVS thì nó vẫn chạy được nhé, cổ phiếu này đang chạy được đúng không? Đây điểm mua vượt nền một này, đây điểm mua vượt nền hai này, nó có một cái tích lũy thêm ở đây này đúng không ạ? Đấy VIB này thì nó là cổ phiếu đang tạo thành đao chen rồi, anh chị có thể nhìn thấy đây rõ nét đúng không ạ? Đấy, những cổ phiếu như thế này thì mình sẽ không ưu tiên. Thực ra nó sẽ có một cái khu vực này này để nó phân phối này đúng không, anh chị nhìn thấy đúng không? Hiện nay thì nó đang ở tiếp tận phía dưới này, đây là nền một cái nền này, đây là một nền này, đây là một nền này. Đấy thì đây nó là nền hồi phục thôi anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ VIP thì bây giờ không phải giai đoạn đầu tư nữa nhé, cái này không có. OCB này thì nó cũng có những cái dòng tiền vào nhé, thì tuy nhiên là các anh chị thấy là những cái dòng của banh này, nếu mua tốt nhất là chờ nó khi mà nó bán ra kiệt vôn, thì nó đang là cái tín hiệu, cũng gọi là tín hiệu mạnh, tín hiệu SOS rồi đấy nhá, nó là tín hiệu mạnh. Nhưng mà sẽ cần có những cái phiên bùng nổ này này để thêm một tín hiệu mạnh nữa nhá. Thì nếu anh chị mua thì anh chị phải thấy những cổ phiếu là có, thứ nhất là kiệt vôn, thứ hai là thấy dòng tiền vào, và mua ở những cái phiên test lại ấy. Ví dụ ngày mai ngày kia hoặc vàng nữa mà các cái dòng cổ phiếu ngân hàng á, anh chị thấy là nó điều chỉnh khối lượng thấp này, thì anh chị có thể tham gia những cái phiên điều chỉnh khối lượng thấp như thế, nó gọi là các cái phiên test thành công nhé, và nên mua ở cuối phiên. Anh chị đừng có mà hăm hở mua ở giữa phiên, bởi vì có thể cuối phiên nó sẽ điều chỉnh sâu hơn đấy. Còn Tiên Phong Bank thì là cổ phiếu mạnh nhất của dòng này rồi đúng không? Anh chị thấy nó vượt nền này, bùng nổ là điểm mua vượt nền đúng không? Đấy, Upthrust này hôm nay lại phiên bán ra rút lên này, rút chân lên này, đóng ở phía trên này, khối lượng bình thường như này thì nó vẫn lên được anh chị nhé. Tiên Phong Bank vẫn an toàn. Đấy, những cổ phiếu VP Bank này thì nó mới là hồi phục thôi nhé, nó cũng vượt cái nền của hồi phục thôi. BVB thì nó cũng đang ở trong nền của hồi phục thôi. Nói chung là chứng khoán này thì phải chờ thêm cơ hội nữa, cái gì nhìn này. Đấy, đây là bùng nổ này, lại rút ra này. Đấy, chung một dòng này thì phải chờ nhé. Techcombank, thế Techcombank nhiều anh chị hô hào rằng cái điểm này là cái điểm dòng tiền vào, thì chẳng qua là các anh chị nhìn thấy nó có khối lượng thì các anh chị hô dòng tiền vào thôi. Nhưng mà dòng tiền ở đây chúng ta phải hiểu dòng tiền đây là dòng tiền của ai. Nếu đây là dòng tiền của những cái nhà đầu tư lớn, nó là dòng tiền thông minh, thì chúng ta mới xứng đáng là chúng ta theo đúng không ạ? Còn chúng ta theo những cái dòng tiền là của những cái nhà đầu tư nhỏ cá nhân đó thì rất là rủi ro đúng không? Các anh chị đi theo một cái người ví dụ là chúng ta là đi theo cái một cái người chuyên nghiệp đúng không, thì chúng ta sẽ thấy là yên tâm và an toàn đúng không? Thì đi theo những các dòng tiền thông minh thì nó sẽ an toàn. Đấy thì nhìn đây thì mình thấy là dòng ngân hàng thì cũng chưa có gì là sáng sủa lắm, nói chung nó vẫn bình thường. ABB thì đều nó đều đây, ví dụ LPB thì thế, nhiều người bảo dòng tiền vào, đúng thật đây, dòng tiền vào này sau khi kiệt vôn này, dòng tiền vào này hôm nay là một phiên test này, tuy nhiên là khối lượng vẫn hơi cao anh chị nhé. Phiên này test là khối lượng hơi cao đấy, nếu so với cái phiên này nó có 2,9 triệu thôi nhé, thì theo mình thấy là vẫn có những cái rủi ro nhất định. Chẳng qua là các chị nếu mua ở đây thì các anh chị tưởng tượng đây là một cái vùng đáy đúng không, cổ phiếu đi lên này, đây là một cái vùng mà sideways này đúng không, thì đây là cái mức 322 là vùng hỗ trợ đúng không ạ? Thì các anh chị thấy rằng nó rơi đến đây nó lại kéo lên, xong rơi đây nó kéo lên, thì mình đánh là đánh cả vùng hỗ trợ, nhưng mà đánh như kiểu thế nó nhiều khi cũng rất là rủi ro nhé, bởi vì nếu cổ phiếu phân phối nó rơi ngay chị nhé, cho nên chúng ta phải thận trọng. SHB thế, các cổ phiếu ngân hàng thì đều vẫn ở vùng dưới thôi. Đấy, MBB này mua vào một phiên này đúng không ạ, thì hôm nay thì lại bán ra rút chân lên, nói chung nó loanh quanh ở vùng dưới. Có thể là anh chị mua một số cổ phiếu như MBB, Techcombank thì nó khá là an toàn, bởi vì nó gần như là phía đáy của cái vùng hỗ trợ rồi, thì cơ bản là nếu mà nếu nó thủng cái này này, rơi về đây này, thì chắc chắn là các anh chị sẽ stop loss đúng không? Và cái khoảng cách từ cái ngày hôm nay là cái giá 28 này về cái mức stop loss của 26,5 này thì nó không cao lắm đúng không ạ? Thì về cơ bản nếu mà gọi là mua thì mình thấy là nó cũng an toàn,
nhưng cái cơ hội có tốt hay không á thì cũng thấy không tốt lắm, bởi vì dòng banh nó đang yếu đấy. Như thế khối banh đều giống nhau nhé, STB như thế đều rút ở cái vùng đáy này. Anh chị thấy được những cái hình này mình vẽ từ đời tầm hoánh nào rồi đúng không, rất là lâu rồi đấy, là ở dưới này. Cũng phải cẩn thận đấy nhé, cái khối banh này phải cẩn thận vì rất nhiều các cổ phiếu tạo các thành các cái chen xuống rồi. Thì các anh chị thấy là ví dụ CTG là chen xuống này đúng không, đây chẳng qua nó là một cái vùng gọi là sideways ở vùng phía dưới thôi đúng không, còn nếu gọi là cổ phiếu kênh trên nó phía trên 40 41 này này đúng không ạ. Đấy, nói chung là bay thì vẫn yếu nhé. Thủy sản này thì đang chạy tốt nhé, TR này VHC này thì hôm nay rút chân lên khá là tốt nhé, hình như VHC có trong cái này sao, VHC đây có nay có thể mua được nếu thế này. Minh Phú thì cũng đang giúp bỏ trong nền thôi nhé, nhưng mà đây nó là cái nền của cái nền một thì chúng ta không ưu tiên những cổ phiếu này. Thì đấy ANV thì đang tân chỉ thấy đây là nó đang giúp bỏ đây, hôm nay là giúp bỏ này, ANV có thể mua được nhé. ANV này nó không phải là cổ phiếu kênh trên cho lắm nhưng mà nó đang ở cái vùng vùng mà sideways nhưng mà nó cũng khá là an toàn anh chị nhé. Hôm qua nó rũ này nhưng mà nó không test phía này này, hôm nay rũ xuống này nó lại kéo lên nhé, thì an toàn các anh chị mua thì cũng cũng là an toàn thôi đấy. Ok, đó, nhiều anh chị sẽ hỏi về cái dòng điện này, cái cổ phiếu điện này thì không đẹp lắm, TTA thì nhá, bùng nổ vượt nền này xong lại bán ra này xong lại bán ra lên nó không đẹp thôi, như này thì thấy là cái xác suất lên của nó không cao lắm. NT2 thế nhé, thì thấy đây này nó thành một cái trend chỗ này là có 20%, nó rất là ngắn, thông thường mình bao giờ phải tham gia những cái giai đoạn này này, những cái trend của nó phải 30% trở lên, nói chung lỏng lắm, rất là lỏng cái điện này là về thép nhá. Thép thì có hoa sen thì anh chị thấy là này, đây thì mua bùng nổ đúng không, các anh chị thấy là nó có bao giờ nó thủng MA10 không, cái đường màu xanh này này chả bao thủng, ok nhé, vẫn vậy là nó vẫn đang xuống lên thì chúng ta cứ nắm giữ thôi anh chị nhé, không có gì phải suy nghĩ cả. Nhiều anh chị là buổi sáng hay buổi trưa là tá hỏa lên, nhưng mình bảo là giao dịch chứng khoán là chúng ta chỉ giao dịch vào cuối phiên đúng không ạ, chúng ta phải đánh như các quỹ đầu tư chứ đúng không ạ, chứ trong phiên mà cứ nhảy nhảy vào vào ra ra thì ú hết cả tai ra mà cuối cùng là khi lại bán nhầm mua nhầm rất là dễ đúng không ạ. Do vậy là chúng ta cứ để khoảng 2 giờ gần 2:30 chúng ta chơi cũng được, cứ mua bán ATC thôi, mình thông thường chỉ giao dịch ở phiên ATC thôi, chốt lời thì có thể đặt sớm hơn nhưng chủ động chốt lời, hoặc là hôm nay mà ngầm được cái mã nào thì buổi sáng mai là vào mình sẽ mua rất sớm, còn nếu mua được được không được thì thôi cuối phiên lại tính tiếp, chứ mình sẽ không tham gia vào trong phiên, bởi vì khi tham gia trong phiên bản thân mình là cũng người đã rèn luyện rất nhiều trong cái văn hóa kỷ luật trong đầu tư, mà bản thân mình cũng bị FOMO khi mà anh em nhiều khi cứ đặt các câu hỏi, nhưng là trong phiên thì nó chưa đủ, nó chưa đủ chín để mình kết luận là nó như thế nào, bản thân và thứ hai là khi mình xem để chia sẻ cho anh em mình cũng bị cuốn theo đó, cho vậy là mình gần như mình không bao giờ xem bảng giá, các chị thấy có bao giờ mình nhìn bảng giá đâu đúng không ạ, và lúc nào cũng duy nhất một cái cách phân tích đúng không, mình cũng không cần phải phân tích là các cái sự kiện trên thế giới hay có công ty bất động sản nào nó phá sản, không phải là mình không biết những cái đấy nha chị nhé, nhưng mình không đưa vào phân tích ở đây là bởi vì các chị thấy là trong các cái hệ quy chiếu về phân tích của mình ở trong quá khứ á, mình không bao giờ đưa các cái tin tức đúng không, công ty nào phá sản hôm đó có sự kiện gì hay có bao nhiêu người thế nào hoặc không, nói thị trường Mỹ thế nào, mình chẳng bao giờ đưa cái đấy vào. Vậy thì tại sao mình lại đưa vào cái ngày hôm nay để phân tích cho anh chị đúng không? Do vậy là không cần thiết đúng không ạ? Mình trung thành duy nhất đến một cách phân tích như thế này nhé. Có thể một số anh chị sẽ nhìn thấy là phân tích kiểu này thì nó hơi bị thiếu thông tin, nó hơi bị không hơi bị thiếu thông tin tài chính, thiếu các cập nhật tin tức. Nhưng mà mình thấy là cái cách này nó là cái cách hiệu quả nhất nhé. Lúc nào cũng giữ cho chúng ta đầu óc một cách trong sáng, không bị ảnh hưởng bởi những cái sự tiêu cực quá đà hoặc các cái sự kiện tích cực nó mang chất thái quá, mình luôn luôn trung lập và có cái kịch bản đầu tư đúng không ạ. Đấy, NKG này mới lên này, các chị thấy nó có thủng MA10 đâu, các chị cứ hỏi cái mã cổ phiếu này làm cái gì, mình đã bảo rồi, các cổ phiếu mà nó đang lên này này, đây để mua nổ này, cứ đi lên thì nó là các cổ phiếu đang chạy lên và nó đang chạy mà trên MA10, không cần phải hỏi đúng không ạ, cứ kệ nó thôi, chúng ta tính theo giá cuối phiên đi chị nhé, giá đóng cửa nhé. TLH lại thế này, các chị đây để mua nổ này, làm gì có cái phiên nào đâu đúng không, lên rất là rõ nét đúng không, mình ít thép này chỉ trả lời cho một số anh chị hay hỏi thôi, chứ thông thường thì
tại vì cổ phiếu thép này này, tại vì nó rất là đẹp, nhiều cổ phiếu nó cũng khá đẹp và mạnh, cho nên là mình đa phần trả lời rất nhanh chứ mình không phân tích ở trong cái bản tin buổi tối, nhưng mà nhiều anh chị nay hỏi thì mình phân tích nhé. VGS hôm nay là phiên rút chân lên nhé, cũng ok nhé, nói chung thép cũng khá là mạnh đấy, dòng thép đấy, anh chị thấy này bùng nổ vấn đề đúng không ạ, các chị thấy nó chạy nó có thủng A10 đâu, có hôm nay thủng nó kéo lên rồi vấn đề gì đâu đấy, có HMC này nay thủng A10 này thì chúng ta phải thận trọng nhé, có thể bán luôn được, mình mà có thể thì mình sẽ bán cổ phiếu này trong phiên ngày hôm nay rồi nhé, bởi vì thông thường các cổ phiếu mà đang chạy này mà thủng A10 chứng tỏ là hát hơi sổ mũi nhé, hát hơi sổ mũi thì có thể nó sẽ không chết, nhưng mà chứng tỏ nó có một cái vấn đề gì đấy mà nó sẽ phải cần thêm thời gian để tích lũy thì mình tuy nhiên mình sẽ bán ngay đấy. Hòa Phát thì chúng ta phải chờ nhé, bởi vì nó đang gọi là rung lắc ở cái vùng phía trên của cái vùng kháng cự này nhé, thì chỉ để nó lên phát nó lại gặp kháng cự nó lại bán ra này đấy, thì thận trọng thêm thì chờ. SMC này rút chân lên khá tốt đấy chị nhé, thì đây là cái nền của nó này nhé, thì ok cũng là ok đấy cũng được đấy. SHI này thì nó ở phía dưới, hôm nay là rút bỏ ở phía dưới của cái vùng đấy đấy đúng không đấy, thì chúng ta ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu mạnh ở phía trên này thôi nhé, những cổ phiếu phía dưới yếu hơn thì bỏ qua đi. Thiết bị vật liệu xây dựng này, BTS ok này đang lên nhé, Phú Tài ok đi lên này anh chị nhé, bản thân Phú Tài mình là người mua cổ phiếu Phú Tài từ những cái phiên ở phía dưới này, các cái phiên test Cuba đây này đấy, GKM này ok nhé, sau một chạy một nhịp chạy nước rút nhá, thì có một số phiên nhá xong cũng mua quay lại nhé, như này có thể nó vẫn lên tiếp được, nó giống như mấy cổ phiếu than đó anh chị nhé. Đấy, VCS này VTB khá giống nhau nhé, thì đây là các cái phiên rút bỏ test Cuba này, thì các cái phiên như này nó gọi là các phiên SOS nhé, các cái phiên mạnh thì như này cổ phiếu này nó vẫn có thể lên được. Đấy, VCC này thì ok anh chị nhé, vẫn lên được VCC nhé. À, có nhiều bạn có vẻ nhiều bạn mua cổ phiếu VCC này này, các bạn cũng hay hỏi cổ phiếu này, nhưng mình thấy cổ phiếu này nhé, đây là điểm mua bùng nổ của nó này, thì nó cứ trên MA10 thì chúng ta nắm giữ thôi, không phải phân tích nhiều. HT1 như cái HT1 anh chị thấy này, đây là một cái nền của nó này đấy đúng không, đây để mua bùng nổ này, bạn ra rút bỏ này rút chân trên MA10 vẫn ok nhé, chẳng vấn đề gì đấy. HTA này thì nó đang ở phía trên nhé, phía trên kháng cự của cổ phiếu, thì cổ phiếu này phải quan sát thêm, bởi vì là nó là một dạng bo cung nhé, bo cung đó, như cổ phiếu này thì biên độ hơi rộng đó, vận tải biển đúng không, chị hỏi vận tải biển đúng không, đấy lên nhá, VIP này thì đang chạy lên ok nằm giữa này, VOTO này ok này nằm giữa này, VOS này thì đây là một nhịp chạy này nó tích lũy lại thôi, chạy tiếp nhá vẫn ok không vấn đề gì. GSP này đấy điểm mua bùng nổ này đúng không, chạy rất là ngon đấy, nói chung là ok, thì như này rút chân lên VNA rút chân lên tốt này đấy đấy. SWC này ok nhé, các chị ấy, nếu mà chúng ta mà mua ở trong nền ấy, thì thông thường là hiểu nếu trong nền mà chạy đúng không thì bán đi khi mà thủng MA20, còn nếu đã vượt nền mà chạy thì mà chạy rồi á thì có thể chúng ta xem MA10, nhưng chị thấy ví dụ bán là phải bán rất sớm, ví dụ thấy thế bán là mình phải bán ngay những cái phiên này này đúng không, thì hôm trước phiên hôm nay thì nó rút chân lên rồi thì có khi cũng cần phải bán đúng không, bởi vì bản chất nó vẫn trong nền mà, cái mình chia sẻ với chị ấy, những cái bán thủng MA10 thủng MA20 á, không phải là khi thủng MA10 thủng MA20 thì cổ phiếu nó sẽ rơi, mà khi nó thủng MA10 hoặc MA20 á, nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ phải sideways hoặc nó mất thời gian tích lũy, tức là chúng ta bán trước khi nó phân phối chứ không có nghĩa là nó rơi đúng không ạ, cho nên đã bán là phải bán nhanh, còn không thì hôm nay thì nó lại là tích cực rồi, bởi vì nó gần như nó về cái vùng hỗ trợ của nó lại rút chân lên thôi đúng không ạ, đấy thì chúng ta phải rõ cái cách tiếp cận vấn đề của chúng ta như thế anh chị nhé. Đấy, C32 này đang lên này, và C32 này cũng khá là tốt này. C47 này đi lên này, các cổ phiếu xây dựng này ok nhé. Đấy, BCE ok đi lên nhé. Đấy, hút này ok nhé, hút này hôm trước thấy nó điểm mua bùng nổ này. Vượt này này, xong lại có một cái Aptus ở đây. Có một số anh chị hỏi thì mình thấy cái Aptus này mình cũng thấy hơi rủi ro. À, sau cái Aptus này này, mặc dù vậy thì cái phiên ngày hôm sau nó bán ra khối lượng cũng khá là thấp thôi. Đúng không? Xong thì phiên này nó bán ra nó lại cũng rút chân lên, nó không rút cao nhưng mà nó cũng rút ngang phiên ngày hôm trước, hôm nay lại mua vào thì cổ phiếu này vẫn chạy được nhé. Đó. DGT này thì vấn đề này cổ phiếu này thì nó biên độ nó lớn quá thì không nên tham gia cổ phiếu này. Lick này ok nhé, vẫn đang đi lên nhé chị nhé. Đấy.
VNE này đi lên này. Một số cổ phiếu này vẫn lên tốt anh chị nhé. Ok, đó là các cái nhận định đánh giá của mình ngày hôm nay, thì hy vọng phần nào cũng giúp ích cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư của mình. Đấy, thì các anh chị mà có những cái câu hỏi nào, có quan tâm các cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp thông qua các cái kênh trao đổi của Thao Chứng Khoán. Đó thì hy vọng là các anh chị là nhận được các cái thông tin bổ ích từ kênh. Các anh chị vui lòng like kênh và chia sẻ cho những người quan tâm. Các chị đừng quên subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các thông tin mới nhất. Cảm ơn các chị, chúc các chị buổi tối vui vẻ.